Chiều nay, huyện Kim Động tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 và xúc tiến đầu tư vào địa bàn huyện. Dự hội nghị có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Công an, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các chuyên gia, nhà tư vấn, lãnh đạo các tập đoàn như Vingroup, Sun Group, Hòa Phát và các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2035, huyện Kim Động có dân số gần 150.000 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 30%. Phát triển không gian theo 3 vùng, phát huy được thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông, lợi thế về nguồn lao động có trình độ, kết hợp hài hòa giữa xây dựng đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp hữu cơ theo hướng hiện đại có giá trị gia tăng cao và du lịch sinh thái. Hiện nay, huyện đã có 1 khu công nghiệp và 9 cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch. Đại diện một số nhà đầu tư nhận xét về môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên và huyện Kim Động đã có sự thông thoáng trong tiếp nhận dự án thời gian qua. Đặc biệt là khi phê duyệt quy hoạch vùng của các huyện sẽ tạo thuận lợi dễ dàng lựa chọn địa điểm để đầu tư. Tuy nhiên, để mời gọi thêm được nhiều nhà đầu tư, tỉnh huyện cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục pháp lý chưa đồng nhất, chưa tạo thuận lợi tốt nhất trong giải phóng mặt bằng cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư, nhất là đầu tư chợ đầu mối, khu đô thị, du lịch, văn hóa tâm linh. Trong quy hoạch vùng của huyện Kim Động, chưa chú trọng đến địa điểm chế biến nông sản, đồng thời đề xuất một số ý kiến để tỉnh Hưng Yên và huyện Kim Động tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tiếp nhận thêm nhiều nhà đầu tư lớn vào địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận tiếp thu những đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp và coi đây là những gợi ý để tỉnh, huyện và các ngành chức năng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát huy sự năng động của chính quyền để kịp thời giải quyết những đề nghị chính đáng của doanh nghiệp liên quan đến những bất cập do cơ chế chính sách của nhà nước, đồng thời mong rằng các doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, chế độ lao động, đóng góp ngân sách cho địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động và nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư vào địa bàn huyện.